Xin chào tất cả các bạn, các bạn đã quay trở lại với kênh Top 5 của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là hai mẫu xe Yamaha Sirius với hai phiên bản 110 phân khối chế hỏa khí và 115 phân khối phun xăng điện tử FI. Ở thời điểm này thì rất nhiều các bạn đang quan tâm tới cái phiên bản Sirius mới năm 2021, đặc biệt được bán ra trong năm 2022 các bạn nhé. Thì trong tháng 6 vừa rồi, một mẫu xe máy của Yamaha đã được đăng ký kiểu dáng công nghệ tại Việt Nam chúng ta. Tí mình sẽ đăng lên những hình ảnh cụ thể của kiểu dáng đó. Vì theo như mình thấy được thì kiểu dáng của mẫu xe mới này không giống bất kỳ một mẫu xe máy nào đang bán tại thị trường trong nước khi đối chiếu với các cái sản phẩm hiện nay, kể cả với mẫu xe Yamaha sẽ ở đây. Và theo những cái hình ảnh cụ thể thì mình thấy khá giống với cái mẫu xe bên Thái Lan. Thì sau đây các bạn có thể theo dõi trên màn hình cho mình về cái hình ảnh mới nhất. Đây các bạn có thể thấy những hình ảnh phác họa về tất cả những cái 360 độ nhá, về hình ảnh của mẫu xe. Vẫn là phanh đĩa vành đúc cho bánh trước, kết hợp với đó là phanh tang trống vành đúc ở bánh sau. Kiểu dáng này các bạn nhìn thoáng qua như cái mẫu xe đầu tiên ở đây, nó khá giống với mẫu xe Honda Way RSXi. Nhưng ấy, tí nữa các bạn mình sẽ đưa ra cho các bạn một cái hình ảnh rất mới của cái mẫu xe Yamaha Frim các bạn nhá. Thì các bạn sẽ thấy được rất rõ nó có những cái nét tương đồng trên cái mẫu xe. Có thể nói kiểu dáng thiết kế này cũng rất mới, một sự lột xác hoàn toàn các bạn nhá. Đây các bạn có thể theo dõi, la lá giống thôi chứ mình chưa khẳng định giống 100%. Nhưng ấy, rất nhiều bạn hiện nay đang mong muốn rằng cái mẫu xe Yamaha Frim này được đưa về Việt Nam chúng ta thì cực kỳ ok, bởi nó nhìn kiểu dáng rất là hiện đại, trẻ trung, phong cách, đem đến một cảm giác rất là sang trọng cho cái dòng xe này. Và đặc biệt cái mẫu xe này ấy, nó xứng đáng để có thể cạnh tranh với mẫu xe Honda Future, một cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cái phân khúc được trang bị hệ thống phanh đĩa vành đúc hiện nay. Hiện nay thì mẫu xe Yamaha Frim này tại Thái Lan ấy thì người ta cũng được trang bị khối động cơ là 115 phân khối. Đây các bạn có thể theo dõi chi tiết trên màn hình cho mình nha. Với cái màu sắc tem xe rất ấn tượng, một phiên bản màu bạc kết hợp với đó là những cái đường chỉ tem xe được sơn màu đen, màu đỏ, đem đến một cảm giác thể thao hơn, phong cách hơn cho chiếc xe Frim này. Đây các bạn theo dõi thêm một cái phiên bản khác nữa, phiên bản màu đen xanh cũng rất đẹp. Bên trong nó có cốp để đồ này, cũng như phía hốc trước, hốc để đồ phía trước của xe cũng rất là ok và đáng để quan tâm ở thời điểm này. Về cơ bản thì kiểu dáng thiết kế của nó cũng rất đẹp rồi. Đây các bạn có thể theo dõi một phiên bản sử dụng phanh đĩa vành nan hoa nữa, với những kiểu dáng thiết kế có khá nhiều điểm tương đồng với cái mẫu xe Yamaha Sirius tại Việt Nam chúng ta, kể cả những cái phần bảo vệ máy các bạn có thể theo dõi các bạn nhé, rất giống luôn. Hiện nay thì mẫu xe Yamaha Frim này có rất nhiều các phiên bản khác nhau, cao cấp nhất là những phiên bản là UBS các bạn có thể theo dõi, còn một số các phiên bản này khởi động bằng đề, khởi động bằng cần đạp nổ khác nhau, cũng như những phiên bản sử dụng phanh cơ vành nan hoa, phanh đĩa vành nan hoa và phanh đĩa vành đúc, đầy đủ các phiên bản. Kèm theo đó nữa là rất nhiều những món đồ chơi được Yamaha Moto Thái Lan trang bị cho cái mẫu xe này. Các bạn có thể theo dõi một số những cái thông số kỹ thuật của mẫu xe, cũng là khối động cơ 114cc, kết hợp với đó là những cái trang thiết bị tiện ích trên xe, thông số kỹ thuật này, kích thước lốp này, 90/17 cho bánh trước và 80/90/17 cho bánh sau. Các bạn có thể theo dõi thêm một chút cho mình về những cái thông số kỹ thuật của mẫu xe này. Có thể nói ở thời điểm này, rất nhiều bạn đang mong chờ chiếc xe Yamaha Sirius mới của năm 2022 để có thể có cho mình một cái trải nghiệm hoàn toàn mới, bởi hai cái phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây đã xuất hiện tại Việt Nam chúng ta rất lâu rồi, phải tầm từ 5 đến 7 năm rồi mà chưa thay đổi về phần thiết kế, đặc biệt là phiên bản chế hỏa khí các bạn nha. Tuy nhiên ý, có một điều là cái phiên bản chế hỏa khí phía bên đây ý, lại được rất nhiều các bạn quan tâm, bởi cái kiểu dáng thiết kế của nó rất nhỏ gọn, giá bán lại rất là phải chăng, dao động trong khoảng tầm từ 18 triệu cho tới hơn 20 triệu cho 3 phiên bản phanh đĩa vành nan hoa, phanh đĩa vành đúc và phanh cơ vành nan hoa mà thôi. Màu sắc tem xe là tương đồng nhau ở phiên bản năm 2020. Ở đây các bạn có thể theo dõi một vòng xung quanh, nhỏ gọn, phong cách là cái điều mà người dân Việt Nam chúng ta luôn mong muốn ở những mẫu xe Yamaha. Kết hợp với đó nữa, với khối động cơ nhỏ nhưng lực đề lại cực kỳ mạnh, đem đến một trải nghiệm rất mới cho những bạn nào đã từng sử dụng dòng xe Yamaha Sirius rồi. Và có thể nói rằng Yamaha Sirius ở thời điểm này là dòng xe số giá thấp nhất trong danh mục sản phẩm của Yamaha tại Việt Nam chúng ta, dao động đâu đó trong khoảng thấp nhất là 18 triệu và cao nhất là 23 triệu cho những phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Yamaha Sirius 115 phân khối phun xăng điện tử FI ở đây. Và mẫu xe như giống những cái dòng xe đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Honda Way Alpha này, Honda Blade hay Honda Way RSX, nó đều trang bị những cái tính năng tiên tiến điển hình
để cạnh tranh với các cái đối thủ còn lại các bạn nha. Các bạn có thể theo dõi một vòng xung quanh. Hiện nay thì giá bán của phiên bản chế hòa khí ở đây có giá vào khoảng tầm 18 triệu 300 nghìn đồng đến 20 triệu 300 nghìn đồng cho phiên bản cao cấp các bạn đang theo dõi trang bị phanh đĩa vành đúc. Còn với mẫu xe phiên bản phun xăng điện tử FI thì có giá như sau này: 20 triệu 300 nghìn đồng cho phiên bản phanh cơ vành nan hoa, 21 triệu 300 nghìn đồng cho phiên bản sử dụng phanh đĩa vành nan hoa và cao cấp như phiên bản phía bên kia các bạn đang theo dõi có giá là 23 triệu 300 nghìn đồng. Giá bán hiện tại cũng rất cụ thể chi tiết, nó chỉ ngang bằng với giá bán đề xuất của hãng mà thôi. Với những bạn nào quan tâm có thể đến trực tiếp với Yamaha Mạnh Đạt nơi mình sống ấy, sinh sống ấy, để có thể tham khảo giá bán của các mẫu xe ở đây. Mình báo rất chi tiết cụ thể, giá bán đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký. 115 thì động cơ của nó sẽ mạnh mẽ hơn một chút, kết hợp với đó là cái mức teo nhiên liệu cũng rất là lý tưởng. Chỉ 1,57 lít trên 100 km/h nhé, so với cái phiên bản phun xăng điện phiên bản chế hòa khí phía bên đây. Chế hòa khí phía bên đây cái mức teo nhiên liệu phải khoảng tầm trên 1,9 lít trên 100 km cơ. Đó là một số cái thông tin ở video ngày hôm nay Top 5 muốn chia sẻ với các bạn. Mong muốn rằng cái mẫu xe mới ra của Yamaha tại Việt Nam chúng ta sẽ là một cái điều mới lạ để gửi đến các bạn nha. Có cho mình những cái phiên bản cực kỳ ok. Top 5 thì làm rất nhiều các mẫu xe khác nhau, không chỉ riêng những dòng xe cao cấp hơn một chút như là Winix hay Exciter, mà Top 5 làm cả những mẫu xe số phổ thông đến những mẫu xe tay ga để tất cả những bạn nào quan tâm muốn tìm mua có thể tham khảo thông qua video của mình. Mẫu nào cũng đẹp, mẫu nào cũng ưng ý, rất đáng để quan tâm. Với những bạn nào mà muốn có nhu cầu mua những cái mẫu xe này, các bạn liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của đại lý Yamaha Mạnh Đạt các bạn nha. Có rất nhiều các màu sắc, tùy theo phong thủy của mỗi người các bạn có thể thoải mái lựa chọn luôn. Số điện thoại liên hệ trực tiếp là 02133791688, sẽ được nhân viên của Yamaha Mạnh Đạt tư vấn cụ thể gửi đến các bạn. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của anh Mạnh, trực tiếp chủ của đại lý luôn, 0983154222, cũng sẽ được tư vấn cụ thể các bạn nha. Và hiện nay những mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây đều có chương trình trả góp với lãi suất cực kỳ ưu đãi và hấp dẫn. Nên các bạn có thể đến trực tiếp, kèm theo đó nữa là rất nhiều những chương trình khuyến mại với đầy đủ các cái món quà tặng khác nhau. Từ những chiếc áo mưa, mũ bảo hiểm đến những chai dầu máy để các bạn có thể lựa chọn cho mình những cái mẫu xe như Yamaha Sirius. Ở thời điểm này, Sirius vẫn là mẫu xe làm nên tên tuổi của Yamaha tại thị trường xe máy Việt Nam chúng ta trong rất nhiều năm trở lại đây. Và mình cũng như các bạn hy vọng rằng phiên bản mới đang được đăng ký kiểu dáng công nghệ tại Việt Nam chúng ta sẽ là một mẫu xe có cái tên gọi khác. Nhưng ấy, kiểu dáng thiết kế cũng như những công dụng của nó đều tương tự như mẫu xe Yamaha Sirius này. Nâng lên về phần thiết kế, động cơ được tinh chỉnh lại và những cái kiểu dáng trang thiết bị được tiên tiến hơn nhé, được áp dụng nhiều những cái công nghệ tiên tiến hơn thì chắc chắn các bạn sẽ lựa chọn những cái dòng xe mới đó nhiều hơn. Và hy vọng rằng Yamaha sẽ không làm thất vọng mọi người. Các bạn hãy dõi video này của mình, nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa cho Top 5 nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.